Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Thì trong video bán lan hôm nay của con thì con bán cây năm cánh trắng vỏ tòng và hay còn gọi là năm cánh trắng lâm thôn đó. Đây, những cây tại tối qua con quay hơi tối xíu. Và năm cánh trắng mắc nai thì cây năm cánh trắng vỏ tòng đây của con thì hàng cắt khúc ươm cây rễ ra khỏe rồi. Thì một khúc như vậy thì có một cây và như nó vẫn còn mắc ngủ á. Đó, một khúc như vậy thì con sẽ lựa những cây khỏe ra cho cô chú chị 700 một cây. Cây này thì con ươm rất là nhiều luôn nhưng mà nó hoa cũng khá là nhiều, cây sai hoa. Đây trong cái rổ này là con chuẩn bị dục đi nè. Đó. Ra hoa hết trơn. Hoa từ trên xuống dưới luôn. Chỉ có một ít ra cây thôi. Giá con bán 700 nghìn một cây. Để có một cái mắc ngủ đấy, tại vì cái to thì khả năng sưu tầm rất là khó. Còn phía bên này là năm cánh trắng mắc nai kỳ 52 lộn xộn đây, rất là đẹp luôn. Giá của nó là 400.000 một cốc như thế này, cốc một kỳ như thế này. Con giữ lại cái thân già để con nhân giống nha, và con bán cho cô chú anh chị cái mầm lỡ, tại vì mầm lỡ nó khỏe lắm rồi, 400.000. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho con. Mắc nai thì con ươm từ năm ngoái đến giờ. Giờ đã lên được cây 52 rồi. Năm ngoái cũng xuất khá nhiều. Còn được một ít thì con trừ lại năm nay. Tại vì hôm bữa con bán cái chậu to thì có cái anh kia lấy luôn cả cái chậu.